Dạ rồi, hello anh chị, chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Xe Lướt Sài Gòn. Lại là anh Tâm đây, Tâm bán xe có tâm nha anh chị. Địa chỉ bên em Tâm là 44 Lương Định Của, phường An Phú, quận 2, BK Sài Gòn nha. Rồi hôm nay em Tâm sẽ giới thiệu với anh chị tiếp tục một siêu phẩm quốc dân vừa mới về với em Tâm luôn. Toyota Vios G 2021 nha anh chị, biển số thành phố. Đó, vừa ra Vios G 2021 biển số thành phố. Và xe này là hầu như là zin toàn xe luôn chị, hầu như là zin toàn xe. Tại vì xe này mới lăn bánh có 5.400 cây à. Là có nghĩa là mới mới bảo dưỡng lần đầu luôn á, mới rô đai xong đó anh chị. Về cái mẫu Vios G này là mẫu là mới mới nhất nha anh chị, mẫu mới nhất thì có cảm biến trước đầy đủ hết, đèn thì full led rồi. Và xe này được anh chủ khá là chất chơi, ảnh lên full full đồ chơi mà đồ ngồi đồ chơi xịn không nha anh chị. Đây camera 360 độ nè, đó xíu đi theo em Tâm để quay chi tiết cái xe này luôn nha. Rồi cùng nhau để coi nè, nói giờ nước sơn của xe đồ độ liền lạc nè, khá là mịn màng luôn anh chị ha. À, đây là bốn vỏ theo xe từ lúc mới mua nha anh chị, tầng thứ 13 của năm 21 nha, chung là zin từ A đến Á luôn anh chị. Rồi đây là đăng kiểm nha anh chị, đăng kiểm đây tới tháng 4 năm 24 nè, thoải mái cho anh chị đi luôn đó. Tìm một cái xe mà chưa tới 600 mà xe sedan hạng B mà này nọ lấy em này là quá tuyệt vời. Xe này á em nói thiệt với anh chị luôn, nó tháo cái biển số ra nó không có khác gì xe mới đâu anh chị, em nói thiệt. Nè phim là Luma nha anh chị, Luma nha, đó phim của Mỹ đó. Và đây là cái khoang hành lý và đây là cái bánh sơ cua là chưa hạ luôn nè anh chị, bánh sơ cua chưa hạ, bộ đồ nghề chưa sử dụng. Xe có áo chùm xe luôn nha anh chị, áo chùm xe theo xe. Rồi thì về keo chỉ và về cái keo chỉ này nọ thì em Tâm xin bỏ qua nha, keo chỉ là nguyên zin đó. Xe thì cái bộ nội thất nè anh chị khá là căng và như mới luôn. Xe thì có bọc trần nha anh chị, là có nẹp bước chân nè, nẹp cửa nè, đó đầy đủ hết. Xe này mua về là anh chị chỉ có đổ xăng mà chạy thôi, viền che mưa nè nhá. Đó rồi. Đây là cái ấn tượng nhất của em Tâm nè, camera hành trình anh chị, camera hành trình khá là xịn luôn nè, có bắt wifi, có chụp hình. Đây là màn hình Android nha anh chị, màn hình Android có tích hợp camera 360 độ nè đó. Và đây là tất cả những option mới của chiếc Vios nè nha. Odo là 5.400 nè anh chị, Odo 5.400 đó. Xe này thì không khác gì xe mới, nếu anh chị mua chiếc này anh chị tiết kiệm hơn 100 triệu nha anh chị, trăm mấy chục triệu á, trăm mấy chục triệu luôn. À, rồi để em quay. Đây là khoang động cơ của cái xe nha anh chị, đây là khoang động cơ của xe. Và xe này em Tâm lấy về là rửa nước lã là trưng bày thôi anh chị nè, để em mở cho mình coi đó. Thì máy móc xe này thì em cam kết với anh chị là máy móc nguyên zin, xe không đâm đụng, không gặp nước, pháp lý chuẩn và km chuẩn. Rồi hiện tại mẫu Vios G 2021 hiện tại bên em Tâm đang chào bán với mức giá là 568 triệu nha anh chị, vẫn còn thương lượng cho anh chị khi anh chị lên coi xe luôn. Anh chị là coi hơn cái xe này rồi, muốn mà chắc cú nhất lên đây đi test hãng với em Tâm, điều đó em Tâm rất là khuyến khích luôn nha. Rồi anh chị nào quan tâm đến xe này thì hãy liên hệ với em Tâm qua số điện thoại trên hoặc là Zalo, em Tâm sẽ gửi hình ảnh chi tiết cũng như giấy tờ xe để cho anh chị tham khảo. Cuối clip em Tâm xin cảm ơn anh chị và chúc anh chị nhiều sức khỏe.